Meu Michel! Thưa tất cả quý vị và các bạn đang bước vào khu vực chuẩn bị, đó là võ sĩ ở góc này đỏ Nguyễn Văn Kami Michel, quốc tịch Ba Lan. Võ sĩ đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Việt Nam Top Team Hà Nội. Một võ sĩ sinh năm 1984 với những thành tích rất ấn tượng tại MMA Việt Nam năm 2021. Và đây là võ sĩ có độ dài sải tay lớn nhất trong tất cả các võ sĩ đã tham gia thi đấu trong ngày hôm nay với độ dài 193 cm. Cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón Nguyễn Văn Kami Michel. Lão tướng sinh năm 1984 đã sẵn sàng để chào đón đối thủ của mình. Và ở góc đài xanh, chúng tôi mời tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón ẩn số thú vị của mùa giải năm nay, Lê Văn Thế Ai. Những sự chăm sóc rất ân cần từ các huấn luyện viên dành cho ẩn số của Lion Championship 2022. Tất cả những gì mà chúng ta biết được về võ sĩ này chỉ vỏn vẹn 20 giây. Và đây cũng là kỷ lục mà võ sĩ này đã tạo ra, mất 20 giây để hạ knock out đối thủ của mình. Dữ kiện của Nguyễn Văn Kami Michel chỉ ngắn đến như vậy thôi. Ẩn số sẽ được lật mở sau một ít giây nữa trong lồng bát giác của vòng tứ kết Lion Championship 2022. Và một tràng pháo tay để cùng chào đón một thành viên đến từ câu lạc bộ Thanh Cấp Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Thế Ai. Võ sĩ sinh năm 1990 ở võ đài góc đài xanh và Nguyễn Văn Kami Michel ở góc đài đỏ. Người sẽ điều khiển trận đấu này xin giới thiệu trọng tài đài Nguyễn Khánh Nguyên. Lão tướng sinh năm 1984, hay ẩn số thú vị Lê Văn Thế Anh. Chúng ta sẽ biết được ngay sau đây. Hiệp 1 của trận đấu thú vị này sẽ được bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu áp chót trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu cũng rất được chờ đợi nữa. Trận đấu giữa Nguyễn Văn Kami Michel và Thế Anh. Cú inside low kick đến từ Camille. Võ sĩ có quốc tịch Ba Lan đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Việt Nam Top Team và đã từng giành chiến thắng tại sự kiện Cúp Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam 2021. Và anh được đặc cách vào vòng đấu tứ kết này. Trong khi đó thì Lê Văn Thế Anh đã vượt qua vòng loại cũng tại khu vực miền Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cú đá hụt và sau đó thì Thế Anh đã bị Nguyễn Văn Camille áp sát và tạo ra được một tình huống quá xiết. Tuy nhiên đó lại là một tình huống mà Camille không tận dụng được thành công. Và Thế Anh đang cho thấy rất nhiều những cú punch được Thế Anh tạo ra. Một bầu không khí sôi nổi đã được đẩy lên ở nhà thi đấu Rạch Miễu. Chúng tôi đang nói đến việc Lê Văn Thế Anh vượt qua vòng loại với một chiến thắng kỷ lục ở Lion Championship năm nay. Đó là một chiến thắng chỉ vỏn vẹn trong 20 giây.
đã có cơ hội ở trong những phút thi đấu đó qua. Tuy nhiên Camus đã không tận dụng, và rất may cho anh là Thế Anh cũng không có được những cú phản đòn đủ sức nặng để có thể có được chiến thắng chóng vánh. Camus là võ sĩ dày dặn kinh nghiệm và tập luyện bộ môn MMA từ rất lâu. Đã có một tình huống khóa tay đến từ Camus và tung ra những cú punch bằng tay trái. Tuy nhiên Thế Anh cũng đã nhanh chóng thoát ra. Bây giờ thì rất nhiều những cú punch. Rất may cho Thế Anh. Một cú thách đào chính xác của Camus. Một cú thách đào chắc chắn sẽ có được điểm số cho mình ở trong trận thi đấu này. Vẫn là một sự chủ động đến từ Nguyễn Văn Camus Michel. Võ sĩ dày dặn kinh nghiệm. Camus là võ sĩ tập luyện bộ môn MMA từ rất lâu, và anh sinh sống ở Việt Nam cũng đã rất lâu rồi. Không thể tạo ra được một tình huống rematch. Tuy nhiên Camus vẫn đang có lợi thế. Tiếp tục là một tình huống khóa tay nữa, và sau đó là những cú punch bằng tay trái. Liệu rằng thì anh còn có thể chống đỡ được nữa hay không? Sau rất nhiều những đòn tấn công thì Camus cũng đã thấm mệt. Quãng thời gian còn lại liệu có đủ để cho Camus có thể kết thúc trận đấu này hay không? Trọng tài đã quyết định dừng trận đấu, và đó là một chiến thắng knockout bằng kỹ thuật dành cho Nguyễn Văn Camus Michel. Không còn khả năng chống đỡ nữa. Thế Anh đã ôm mặt, và ngay lập tức trọng tài điều khiển trận đấu đã tạm dừng, đã kết thúc trận đấu. Một chiến thắng knockout bằng kỹ thuật xứng đáng dành cho Camus. Quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một trận đấu cũng diễn ra với tốc độ rất nhanh giữa lão tướng sinh năm 1984 và một ẩn số của LAN Championship 2022. Chúng ta cũng đã kỳ vọng có những điều bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, ngày hôm nay, chiến thắng vẫn đã thuộc về một người dày dạn kinh nghiệm thi đấu hơn, với liên tục những đòn đánh rất mạnh mẽ, với chiến thắng knockout kỹ thuật. Xin được chúc mừng võ sĩ ở góc đài màu đỏ, Nguyễn Văn Camus Michel. Và chắc chắn là võ sĩ ở góc đài xanh, Lê Văn Thế Anh, vẫn hoàn toàn xứng đáng nhận một tràng pháo tay tất cả quý vị có mặt trong nhà thi đấu ngày hôm nay. Bây giờ, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục nhìn lại những hình ảnh rất ấn tượng của trận thi đấu vừa rồi.
ràng. Lê Văn Tuấn đang phải chạm trán với một tượng đài, một đối thủ rất nặng ký trong hạng cân của mình, không chỉ trong MMA. Đây là một võ sĩ tham gia rất nhiều những sự kiện thi đấu chuyên nghiệp ở nội dung MMA. Lá thăm may rủi đã đưa Lê Văn Tuấn chạm trán với Nguyễn Trần Duy Nhất ở vòng đấu tứ kết. Miếng đánh sở trường trong bộ môn Muay Thái của Nguyễn Trần Duy Nhất. Và vừa rồi là một cú đấm chính xác của Văn Tuấn. Cú đấm vòng chính xác rất bất ngờ của Văn Tuấn, và bây giờ là một lợi thế dành cho võ sĩ ở góc đài màu xanh. Duy Nhất đang gặp rất nhiều những khó khăn. Brown and Brown. Brown and Brown rồi. Liệu có một chiến thắng nhanh chóng nữa hay không? Bất ngờ đang được tạo ra trên lồng bát giác tại nhà thi đấu. Một thế triangle đang được tạo ra. Một tư thế triangle đang được tạo ra, arm triangle. Duy Nhất đang gặp bất lợi. Võ sĩ được đánh giá cao hơn bất ngờ dính đòn và sau đó đang bị gặp bất lợi trong một tình huống khóa xiết đến từ Văn Tuấn. Bây giờ thì là rematch choke. Bây giờ là một tình huống rematch choke cho Văn Tuấn. Rất bất ngờ. Duy Nhất vẫn đang cố gắng. Bản lĩnh của ông vua Muay Thái Việt Nam đang được tạo ra. Tuy nhiên bây giờ vào thế rồi. Rõ ràng là Văn Tuấn đã có được một lợi thế rất lớn. Liệu có được một tình huống rematch choke hay không? Cần thêm thời gian. Cần thêm thời gian với một tình thế khóa xiết này. Duy Nhất vẫn chưa bỏ cuộc. Duy Nhất vẫn chưa bỏ cuộc. Một tình huống rematch choke hết sức chặt chẽ đã được tạo ra. Trọng tài sẽ quan sát. Nếu như trong trường hợp Duy Nhất không tap out thì trọng tài hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu. Duy Nhất vẫn đang đủ sức để chống đỡ trong tình huống rematch choke này. Không khí trên các khán đài tại nhà thi đấu Rạch Miễu đang hết sức sôi nổi. Một bất ngờ đã được tạo ra bởi Văn Tuấn. Và Duy Nhất với bản lĩnh của mình cũng đang đứng vững cho đến thời điểm này. Đã gạt được một tay già của Văn Tuấn. Duy Nhất đã thoát ra khỏi thế nguy hiểm. Bây giờ là một thế rematch choke trọn vẹn đến từ Văn Tuấn. Khóa được chân. Liệu còn đủ lực để siết chặt hơn nữa hay không? Cần phải thêm lực. Duy Nhất vẫn đang chống đỡ. Bản lĩnh của nhà vô địch thế giới bộ môn Muay Thái. Bản lĩnh của nhà vô địch không cho phép Duy Nhất tap out. Anh vẫn đang chống đỡ. Vấn đề là sức bền của Văn Tuấn có còn đảm bảo. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu đầu tiên vẫn còn rất nhiều. Rất sôi nổi. Một bầu không khí tuyệt vời tại Lion Championship 2022. Chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những trận đấu hấp dẫn. Và ở trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay, chúng ta đang được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn nữa. Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, Duy Nhất vẫn đang kiên trì để thoát ra. Vẫn chưa có được một chiến thắng bằng submission. Duy Nhất đã bằng kinh nghiệm của mình đã thoát ra. Chưa thể tạo ra được một tình huống rematch choke thực sự. Duy Nhất vẫn đang cố gắng. Một thế kìm kẹp, một thế khóa xiết đến từ Văn Tuấn. Tình huống rematch choke như này với nhiều võ sĩ, nếu như không phải là Duy Nhất thì chắc chắn đã tap out rồi. Bây giờ là cuộc chiến về ý chí. Một cuộc chiến về ý chí của cả người tấn công lẫn phòng thủ. Duy Nhất quá tốt. Duy Nhất quá tốt để thoát ra khỏi tình huống kìm kẹp vừa rồi.
Văn Tuấn sau khi nhận thấy không còn cơ hội để có thể tạo ra một tình huống nguy nách trong nữa, anh đã chủ động tạo thoát ra. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Bây giờ thì duy nhất lại là người có ưu thế. Hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Của người vợ của Nguyễn Trần Duy Nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ hai. Duy Nhất đang gặp phải một đối thủ đáng gờm. Đó là một cú hết kích chính xác. Tiếp tục là một cú hết kích nữa. Đó là những viên đánh sở trường của Duy Nhất. Cú phang trụ rất nặng. Bây giờ thì Duy Nhất đã trở lại. Duy Nhất đã cẩn trọng hơn so với những gì mà anh đã thể hiện ở những phút thi đấu đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ nhất. Duy Nhất đã quyết tâm hơn rất nhiều. Sự cẩn trọng đã được thể hiện. Cú hai kích. Rõ ràng là bây giờ một cú đấm thẳng tay sau chính xác. Đó là một tình huống knock out. Duy Nhất đã chứng tỏ tại sao anh được gọi là độc cô cầu bại. Anh Duy Nhất. Võ sĩ Lê Văn Tuấn cũng đã có một trận đấu để đời.